Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Antius Studio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn điểm qua top 5 loa Bluetooth tốt nhất năm 2018 đến từ thương hiệu nổi tiếng JBL. Top 5 mà mình nhận định sau đây, một phần là dựa trên ý kiến cá nhân và một phần là dựa trên chất lượng cùng mức giá ổn định theo thời gian. Nếu các bạn quan tâm về mức giá và muốn tìm hiểu thêm thông tin về loa JBL thì hãy click ngay đường link bên dưới trong phần mô tả của video này nhé. Nào, hãy cùng mình bắt đầu đi vào top 5 của chúng ta. Ở vị trí thứ 5 mình có ở đây là chiếc loa JBL Go 2. JBL Go 2 mới được phát hành trong năm 2018 và chính là phiên bản cải tiến của sản phẩm JBL Go, một trong những chiếc loa thành công nhất đã tạo nên tên tuổi của hãng. JBL Go 2 vô cùng nhỏ gọn và dễ dàng cầm nắm ngay trong lòng bàn tay của người dùng. Về âm thanh, sở hữu dãy bass cực kỳ gọn gàng, chặt chẽ, kiểm soát chính xác trên từng nhịp đập của bài nhạc, để mà khi ngay trước mắt thì chiếc loa này phát huy tốt nhất với người nghe đối diện, đủ lớn và cũng như đủ lực để người nghe có thể thưởng thức. Chất giải mid thì vô cùng dễ nghe, có thể nghe được giọng ca của ca sĩ mà không chút khó khăn gì. Là dòng loa di động thông dụng nhỏ nhắn, JBL Go 2 thực sự phù hợp với những ai thích nghe nhạc ở không gian nhỏ hay là bất kỳ đâu mà không muốn âm thanh quá lớn. JBL Go 2 có mức giá dưới 1 triệu đồng, mức giá vô cùng dễ chịu phải không nào? Thân hình nhỏ gọn, âm thanh đủ dùng và quan trọng là em nó chống nước quá tốt. Nếu như bạn không đặt ra tiêu chuẩn quá cao thì ở mức giá này khó có sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Hãng JBL thì cũng trang bị cho người dùng tận 12 màu sắc khác nhau. Điều này thì giúp cho người dùng có thể thêm nhiều sự lựa chọn khi mua sản phẩm để khẳng định phong cách và sở thích của riêng mình. Ở vị trí tiếp theo, vị trí thứ tư đó chính là JBL Flip 4, một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai muốn sở hữu một chiếc loa không thấm nước cùng một thiết kế nhỏ gọn, hấp dẫn và giá cả hợp lý. Đặc biệt là màn trình diễn âm thanh tương đương với hầu hết các loại mẫu loa cao cấp trên thị trường. JBL Flip 4 có thiết kế hình trụ, mặt trước là logo JBL được bọc quanh bởi chất liệu sợi vải tổng hợp, mềm mại với da tay, chống nước và độ hoàn thiện cực kỳ tốt. Nút tăng, giảm âm lượng cùng nút kích hoạt Bluetooth được đặt ở phần rìa mép vải. Khe cắm sạc micro USB và đầu vào AUX 3.5mm được che chắn bằng một nút cao su có thể chống nước chuẩn IPX7. Loa JBL Flip 4 được trang bị viên pin 3000mAh, có khả năng chơi nhạc trong khoảng 12 tiếng, nhưng đáng tiếc là mẫu loa này thì không có tính năng sạc pin cho thiết bị di động. Em nó mất khoảng 3,5 giờ để sạc đầy và khi pin yếu thì bạn sẽ nhận được thông báo về đèn LED. Đi kèm với đó là hệ thống loa có tổng công suất là 20W. Flip 4 sở hữu giải trầm khá chắc và nảy, kết hợp với giải cao và giải trung tương đối ổn. Loa còn tích hợp microphone để trả lời cuộc gọi với công nghệ loại bỏ tiếng vang và lọc tiếng ồn. Nói chung đây là một chiếc loa xứng đáng nhận được sự chú ý của bạn nếu bạn đang đi tìm một chiếc loa đa năng đủ để đáp ứng được những khách hàng khó tính trên thị trường âm thanh. Ở vị trí thứ 3, chúng ta có JBL Chạc Ba, luôn nằm trong những top sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường và bạn có thể dễ dàng bắt gặp nó trong danh sách những chiếc loa Bluetooth tốt nhất. JBL Chạc Ba sở hữu thiết kế đạt chuẩn chống nước IPX7 giúp bạn yên tâm khi đi dã ngoại hay là đi phượt với bạn bè ở suối hay là biển. Chạc Ba được trang bị lớp vỏ ngoài được làm từ chất liệu cao cấp giúp nâng cao thêm độ bền cho loa. Thêm nữa là khả năng kết nối cùng lúc với 3 thiết bị qua Bluetooth, vì vậy thì bạn có thể tùy chọn thưởng thức âm nhạc trên các thiết bị khác nhau. JBL Chạc Ba mang đến cho bạn những âm thanh chi tiết và sống động, cùng với đó là chất lượng âm bass mạnh mẽ. Bên cạnh đó, với công suất 20W cùng công nghệ JBL Bass Radiator, bạn sẽ có được những phút giây thư giãn âm nhạc tuyệt vời nhất. Trang bị viên pin có dung lượng lên đến 6000mAh cho thời gian sử dụng liên tục đến 20 giờ và thời gian sạc 4,5 giờ. Bên cạnh đó thì bạn có thể biến loa thành pin sạc dự phòng để sạc cho điện thoại di động thông qua cổng USB trên loa. Loa còn được tích hợp microphone giúp bạn có thể đàm thoại ngay lập tức khi có cuộc gọi đến nhờ nút trả lời được thiết kế riêng biệt trên thân loa. Ngoài ra thì công nghệ loại bỏ tiếng ồn vang và lọc tiếng ồn sẽ mang đến cho bạn những cuộc trò chuyện rõ ràng như nghe bằng điện thoại. Gần đây thì hãng JBL đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp là JBL Chạc 4, nhưng theo mình thấy thì về chất âm cũng như là vẻ ngoài không có cải tiến quá nổi trội, Chạc 3 vẫn giữ phong độ là chiếc loa được ưa chuộng bởi các tín đồ âm thanh. Di chuyển đến vị trí tiếp theo, vị trí thứ hai đó là JBL Xtreme 2. Em loa này thì có trọng lượng khá nặng khoảng 2,4kg, nhưng mà bù lại Xtreme 2 được trang bị thêm một dây đeo có thể dễ dàng xách đi bất cứ đâu. Hơn thế nữa, trên dây đeo hãng còn thiết kế thêm một ngàm để mở bia, tăng thêm sự tiện lợi, hữu ích cho những buổi party tại nhà.
Móc treo được thiết kế tinh tế, các cổng kết nối được bảo vệ bởi nắp đậy cao su. Cùng với đó là lớp bọc bên ngoài rất chắc chắn, đủ để chống lại những tổn thương trong quá trình sử dụng. Hai bên loa là cụm loa siêu trầm với công suất lớn, cùng với những biểu tượng dập nổi tạo điểm nhấn. Tính năng chống nước và bụi bẩn chuẩn IPX7 hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự tác động nào của lượng nước, cho dù là mang cả xuống nước để phát nhạc. Về âm thanh thì JBL Xtreme 2 cho chất lượng âm bass cực sâu, mạnh mẽ và cực kỳ nổi bật. Không những vậy, các âm mid và treble đều được điều chỉnh để không bị lấn át, tạo giải âm khá mượt cùng với phần giải cao nổi bật cho chất âm sáng, trong và có độ giòn của điện tử. JBL Xtreme 2 phù hợp với hầu hết các thể loại nhạc và đặc biệt là những bản nhạc sôi động, có tiết tấu nhanh và dồn dập, thỏa mãn những ai yêu thích những dòng nhạc pop, rock và dance. Em nó có khả năng chơi nhạc liên tục đến 15 giờ ở mức âm lượng là 50% với chỉ 3,5 tiếng sạc đầy. Bạn còn có thể sử dụng loa như một bộ sạc dự phòng để sạc cho các thiết bị di động rất tiện lợi. Nhìn chung, JBL đã định hướng Xtreme 2 là một chiếc loa đa năng, di động cũng được mà sử dụng ở nhà cũng rất ok. Nếu như các bạn đang xem xét muốn mua một con loa dành cho những bữa tiệc hay là cho những chuyến đi dã ngoại với công suất lớn thì thật khó để bỏ qua JBL Xtreme 2. Và cuối cùng ở vị trí số 1 của chúng ta, JBL Boombox. Em loa này được xem là một quái thú cực độc của làng âm thanh. Với chiều dài 50cm và khối lượng 5,25kg, JBL Boombox chính là chiếc loa di động lớn nhất mà hãng JBL từng sản xuất với kích thước ngoại cỡ. JBL Boombox được thiết kế để phù hợp với yêu cầu mang đến âm nhạc sôi động và mạnh mẽ, giao năng lượng cho những buổi tiệc hay là những buổi dã ngoại. Đi kèm thùng loa cỡ lớn, sức mạnh của loa được thiết lập bằng hệ thống 6 loa con, trong đó có 4 củ loa chủ động và 2 củ loa thụ động. Hệ thống này được nhà sản xuất cho biết sẽ đem lại khả năng tái tạo âm thanh bùng nổ cùng dẹp bass uy lực vượt trội so với một loa di động. Ngoài kết nối không dây thông qua Bluetooth như là công nghệ thông thường, công nghệ JBL Connect Plus cho phép thiết lập lên đến 100 loa di động liên kết với nhau để phát nhạc trong một không gian rộng lớn hoặc là đa phòng. Năng lượng cho loa được cung cấp bởi một nguồn pin khổng lồ 20.000 mAh cho phép phát nhạc lên đến liên tục trong 24 giờ. Ngoài ra thì đầu ra USB còn cho phép người dùng có thể sử dụng để sạc các thiết bị di động. Với công nghệ siêu chống nước IPX7, bạn có thể yên tâm mang Boombox đến bãi biển hoặc là hồ bơi mà không cần lo lắng. Rất nhiều tín đồ âm thanh hài lòng với màn trình diễn của em nó, ngay cả khi đặt trong một bữa tiệc cực kỳ ồn ào. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc loa giúp bạn bùng nổ thì mình khuyên chân thành hãy nên xem xét em nó và bạn sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định này. Cảm ơn các bạn đã xem video và mình hy vọng rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về những em loa này thì hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.